con ơi, bà con, chôm chôm nói đến chôm chôm, bà con biết chôm chôm lắm rồi đúng không? Nhưng mà có chôm chôm nó không có một cái lợi gì, không có một cái lợi gì cho sức khỏe. Mà chôm chôm này thì rất nhiều ở Long Khánh, ăn vô nó chỉ có nóng thôi, nó không có lợi gì cho sức khỏe. Mà ăn vô ta không nên bỏ tủ lạnh nè. Một ký mà nếu mà cân đủ, không có cân thì từ 38 tới 40 trái. Mà ta bán cây thì ta bán 500 ngàn đến 800 ngàn một cây, theo cây nhiều ít. Chôm chôm thì chế biến chè được nè, sinh tố được nè, nhưng mà không mấy ưa thích. Vì ăn thì ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày là mức chôm chôm được nè. Nó chôm chôm nó có màu trắng, ăn không quá 10 trái một ngày, mà ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày thì nó không có hại gì, ăn cách nhật cũng được. Nhưng mà có bà bầu nè, không nên ăn nè. Bà bầu là tuyệt đối không nên ăn chôm chôm. Vì chôm chôm nó không thân thiện với sức khỏe cho người tiểu đường nữa. Bà bầu tiểu đường, hệ tiêu hóa, hệ đường ruột. Bà con thấy chôm chôm tróc thì nhông khánh nhiều, mà nó không tróc thì nó có ở Huế. Bà con nên xem xét. Nhưng mà theo tôi đề nghị bà con ăn chôm chôm thì ăn vui chơi thôi, chứ nó không có lời gì. Mà cái ăn không quá 10 trái ngày nha bà con, chứ không nó ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng cho bà con. Xin chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp khi ăn chôm chôm.